Xin chào mọi người đã đến với kênh của Nhi ẩm thực và cuộc sống ở Mỹ. Thì hôm nay Nhi có làm bánh mì sandwich nướng phô mai trứng. Thì món bánh mì này là của người Hàn Quốc. Thì Nhi muốn chia sẻ đến các bạn, thì các bạn hãy vào bếp làm món bánh này cùng với Nhi nha. Và nguyên liệu để làm bánh hôm nay thì Nhi có đây là 10 tới 12 miếng miếng bánh mì sandwich cho các bạn, và 2 muỗng ăn canh mayonnaise, và 8 quả trứng, và 5 tới 6 miếng phô mai. Và mình có thêm hem, thì với món này mình có thể ăn thịt ba chỉ không khói thì mình bỏ vô thêm nha. Và Nhi có phô mai sợi. Và đây là 3 phần tư khúp sữa regular. Thì với món bánh này á, người Hàn Quốc họ dùng là sữa Half and Half, nhưng mà sữa đó béo quá, Nhi thay thế là sữa whole milk, sữa regular. Và Nhi cho 3 quả trứng vào 3 phần tư khúp sữa này, và 2 muỗng ăn canh mayonnaise, và 1 tí muối, và 1 phần tư muỗng ăn canh đường cát. Và bây giờ mình đi đánh cho cái phần trứng sữa phô mai này nó hòa quyện với nhau. Và khi sữa đã đều rồi á thì bắt đầu mình đi làm bánh. Thì cái tray này Nhi đã lót giấy bạc và đã thoa dầu lên rồi nè các bạn. Thì những miếng bánh mì sandwich này nè thì mình dùng cái cọ mình quét sữa lên nha, cái phần sữa trứng mình làm á, mình quét lên, và sau đó cái phần sữa thì mình cho xuống dưới. Giống như mình quét sữa xong mình úp ngửa cái phần sữa nó nằm xuống bề dưới á các bạn, còn cái phần không quét sữa thì nó đưa lên trên. Và Nhi cũng đã quét xong rồi, hôm nay Nhi làm là 6 phần bánh mì trứng sandwich phô mai này nha. Và mình lột những miếng phô mai này ra mình cho lên. Và bây giờ mình để hem lên nha các bạn. Và hem đã để xong thì mình cho phô mai sợi lên. Thì cái phần phô mai sợi này mình thích ăn nhiều thì mình cho nhiều nha. Và bây giờ mình dùng cái chung nhỏ hay là cái chén gì nhỏ các bạn, mình ịnh vô đây để mình làm một cái lỗ nhỏ như vậy nè các bạn. Thì mình ịnh sao mình làm 6 miếng như vậy nha. Thì nhà mình làm 6 phần nên mình dùng là 6 miếng. Và bây giờ mình cũng thoa sữa lên trên cái miếng bánh mì này nha. Và mình thoa xong thì mình úp cái phần thoa sữa lên trên, ngược lại cái phần mà mình đã cho hem cho phô mai xong rồi á. Và đây là một cái lòng đỏ trứng, và Nhi cho vào 1 muỗng ăn canh sữa tươi, mình đánh cho đều. Và sau đó mình thoa lên trên mặt bánh này để một hồi mình đi nướng. Và bây giờ mình cho mà những cái lòng đỏ trứng vô những cái ô này nha các bạn. Và đây là những cái bánh mì mà khi mình tạo cái hình tròn ra đó thì mình không có bỏ đi, và mình nhúng hoa sữa và mình cho nó nằm phía sau như vậy nha. Và bánh mình cũng đã cho trứng đồ xong hết rồi, thì bây giờ mình để mayonnaise lên để mình đi nướng bánh. À, khi mayonnaise mình cho xong rồi á, thì mình đi nướng bánh. Thì mình nướng bánh với nhiệt độ là 355 độ F, mình nướng trong vòng 20 tới 25 phút, và tùy vào nhiệt độ lò của các bạn mà các bạn canh nha, mình nướng lửa trên lửa dưới. Và bánh vậy cũng đã nướng xong rồi nè các bạn, thì mình đợi nguội một tí và mình lấy bánh ra dĩa thôi nha các bạn.
Và để Nhi cắt bên trong cho các bạn xem. Và cái trứng của mình nó cũng vừa chín luôn. Nếu như các bạn thích ăn mà trứng nó hơi đỏ lòng đạo á, thì mình nướng cái thời gian nó ít lại nha. Và bây giờ mình cho ketchup lên bánh và mình đi ăn. Thì mời các bạn ăn bánh cùng với Nhi nha. Bánh mình nướng kiểu này á, các bạn mình ăn cái bánh mì nó rất là giòn và nó béo mùi trứng và thơm mùi phô mai á. Thì với món bánh mì kẹp phô mai trứng nướng này á, mình là dùng cho điểm tâm sáng ăn rất là ngon và đầy đủ dinh dưỡng. Thì nếu như các bạn yêu thích món bánh mì này á, thì vào bếp làm cho cả nhà mình dùng nha các bạn. Nếu thấy video của Nhi hay á, thì cho Nhi một like và một đăng ký kênh nhé. Xin chào và tạm biệt các bạn.